Hai, mình chào anh em nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test thử cái con loa súp hầm 50 này ha, với đôi loa ETC bằng một con mixer số Yamaha với lại một con đẩy ha. Từ con mixer số Yamaha đây, hai dây LR này. Anh em thấy giờ đi thẳng vô con men này ha. Rồi thế xong, chỉ có bao nhiêu đây thôi mà anh em nghe được, nghe cảm nhận được cái tiếng súp nó đánh như thế nào không? Đầu tiên là loa ke này. Preparing and initiating vocal test. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho người anh em một cái dòng súp hầm này ha. Súp hầm mà em đã tháo ra một cái đây, nó to quá, nó to, nó nặng nên một người một mình em mình thôi cũng 3 giờ trăm cung. Em chỉ bỏ lên bánh xe em đẩy. Đầu tiên em đo cái kích thước ha, cái này là thùng súp hầm ha, súp hầm 50, chiều sâu của hắn là 78 phân ha, anh em thấy rõ không? 78 phân ha, đấy 78 phân. Chiều cao ha, chiều cao là 84 phân ha, chiều cao 84 phân đó anh em thấy chưa. Và chiều rộng, ba cái thước cho anh em thấy luôn cái đẻ, chiều rộng là 57 phân ha, chiều rộng là 57 phân, ok chưa, dài rộng cao, có cái thước đầy đủ rồi đúng không. Bây giờ là tiếp theo cái phần nội thất, thì cái mặt ở căng nó là như vậy ha, mặt ở căng nó thì như vậy ha, rất là đẹp. Ở căng nó như vậy ha, thì con này là em đã tháo ở căng ra này, tháo ở căng ra thì nó là như vậy ha. Còn nội thất bên trong nó thì dỡ cái nắp này lên đó, anh em thấy khủng bố chưa, bạo lực chưa, bông tự âm đầy đủ ha, dỡ cái nắp hầm này lên thôi. Đây, em sẽ quay cái củ từ, trời ơi kinh khủng không, quá sức kinh khủng luôn. Thấy củ từ xịn xò chưa, đấy tem bắt rồi còn nguyên ha, nặng quá không tháo được nha anh em, một mình em thua, phải hai người, một người tháo ốc, một người dựng lo mới được, một mình em thì thua. Con này là ra đời vào ngày 17 tháng 7 năm 2008 ha, đó, 17 tháng 7 năm 2008. Nhìn cái củ từ nó son si như thế này thì cam kết với người này mà riêng cứng luôn, riêng toàn tập luôn, riêng toàn tập luôn. Anh này nhìn cái màn màn nhện lo này, keo lo này mờ quá không thấy ha, mờ quá không thấy, không quay được. Nói chung là cam kết anh em riêng, anh em mua anh em bao riêng, bao xịn, bao sai luôn, đỡ mà đánh được chết cái con này hơi bị khó, quá khó luôn. Em đo cái kích thước, đo cái kích thước từ luôn ha, đo kích thước từ cho anh em xem. Con này á là từ 28-29 phân này, gần 30 đấy, anh em thấy chưa, 28-29 gần 30 đấy, nói chung là từ gần như 300 đấy. Đó, coi này, coi thì đo đường kính coi này, coi 155-156 rồi nè anh em, anh em thấy rõ đấy, thấy chưa, quá sức khủng luôn không. Con này thì đòi hỏi công suất của đẩy ít nhất tối thiểu phải là 1000W một cân ở 8 ôm thì mới đánh được nổi ha, nó dữ lắm. Con này chỉ đánh sự kiện ngoài trời thôi, cho anh em mà lên bảo nhà chắc sập nhà. Đấy, cái đôi súp này quá khủng luôn nha anh em sẽ mở lại cho anh em nghe một đoạn nhạc nữa. Thấy chưa, nó đánh dữ vậy, đánh rung nhà luôn đó, thấy chưa. Em đánh bằng mixer nha, bằng mixer cắt bớt xuống chứ chưa có que receiver ha, đấy đó nè, đánh dữ không, đánh như sư tử gầm. Em đánh bằng cái mixer này, cái mixer đưa xuống này đó, anh em thấy chưa, bằng cái line số 4 này đánh súp này, line số 5 này, số 3 này.
chơi vào đâu được nha. Đây này, micro này. Lên 1 2 2. Đấy, tiếng thì vượt ha. Bây giờ em sẽ gọi một cái kênh ở chỗ ra cho anh em nghe ha, kênh ở chỗ gọi ra bấm record ra bấm Z gọi kênh ở chỗ ra ha. Lên 1 2. Cái này cũng là kênh reverb. Kênh ở chỗ đi. Lên 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 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 10 10 lên 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 lên. Đấy, tiếng hay lắm, hát cũng hay mà nghe nhạc cũng hay. Một đôi loa 7 4 tấc full Ethercer. Ngày qua em có làm clip rồi, anh em nào muốn coi lại nội thất thì vào ha. Con này giá 12 triệu một đôi nha anh em. Em chỉ có duy nhất 2 đôi thôi. Đó, một cây súp dưới nói chung một đôi súp này dưới 2 đôi loa full Ethercer, anh em bao anh em đánh ngàn khách vô tư. Thiệt, nói thiệt luôn á, nó thiệt tình luôn á. Đó, một cái quẻ súp với hai cây Ethercer này nữa thì đánh nhất luôn ha. Đó, em cũng báo giá cặp súp này luôn ha. Cặp súp này súp hầm hả? Cũ từ 300 coi 156, giá 14 triệu đồng ha. Giá 14 triệu đồng một cặp, 7 triệu một quẻ. Đấy, con mixer số Yamaha 01X này thì giá 8 triệu. Và con đẩy Kodak Caber 21400E. Con này là hàng mới đập hộp. Em đang làm đại lý của Kodak, của Kodak thì em cũng báo giá chi tiết luôn. Con này là giá niêm yết của hãng là tầm 19.800 hơn. Hôm nay em bán giảm giá cho anh em còn 15.700.000. Còn anh em nào muốn xem thông tin chi tiết thì lên kodak.vn ha. Trang web của hãng xem. Đó. Con này đánh rất dữ ha. 1400W một kênh ở 8 ohm. Và 2200W ở 4 ohm. Đấy, đánh bao đánh súp kép full đôi các kiểu con đà điểu dứt. Rồi mọi chi tiết người anh em liên hệ 0909043679 hoặc gần cửa hàng thì ghé qua 176 Trần Phú, Diêu Trì, Tỷ Phú, Bình Định để được xem hàng và test hàng cụ thể. Rất cảm ơn người anh em đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.